Lời khai của nghi phạm gây thảm án với gia đình vợ. Thái Bình, Đào Văn Thịnh, 43 tuổi, khai sau khi cùng vợ tới Ủy ban Nhân dân xã lấy giấy xác nhận để làm thủ tục ly thì xảy ra mâu thuẫn, gây án đâm chết 3 người. Ngày 29 tháng 6, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết sau gần 2 ngày tạm giam, tinh thần Thịnh ổn định, đang tiếp tục bị lấy lời khai. Vợ chồng Thịnh vào miền Nam lập nghiệp và về quê sinh sống từ đầu năm 2020. Thịnh khai từ lâu vợ chồng thường cãi vã, không thể tìm được tiếng nói chung. Hai người nhiều lần có ý định ly dị nhưng đều được hòa giải và quay lại sống chung. Sáng 28 tháng 6, 10 ngày sau khi từ miền Nam trở về, anh ta cùng vợ tới Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Hoa xin giấy xác nhận để hoàn thiện hồ sơ nộp ly hôn lên Tòa án Nhân dân huyện Quỳnh Phụ. Xong việc, hai người về nhà bố mẹ vợ ở cùng thôn Bái Trang, xã Quỳnh Hoa. Tại đây, do có to tiếng, Thịnh dọa giết cả gia đình vợ. Người đầu tiên bị tấn công là bố vợ. Ông chết tại ghế uống nước ngoài sân. Mẹ vợ và vợ bỏ chạy ra đến cổng liền bị Thịnh đuổi theo, tiếp tục gây án. Thịnh khai lấy ruột chăn đắp lên thi thể mẹ vợ, cởi áo dính máu, rửa tay chân rồi đi xe máy về nhà. Thay quần áo sạch, hắn sang nhà bố mẹ đẻ dặn dò chăm sóc giùm hai con gái và lên công an xã Quỳnh Hoa đầu thú. Lúc này, Thịnh không có biểu hiện run sợ. Theo chính quyền địa phương, Thịnh nghi nghiện ma túy và thuộc thành phần bị theo dõi ở địa phương. Nhiều lần, anh ta đánh vợ khiến chị này hoảng sợ bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Họ có hai con gái lớn, kinh tế ổn định.